Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Lotto AZ và mình là Minh. Còn đây là Duy đấu không cắt moi. Duy này, thứ bảy thì máu chảy về đâu nhỉ? Thứ bảy thì thường là mấy hôm nay là Trung thu đúng không? Thì máu chảy của mọi người sẽ về Trung thu và phố Hàng Mã hay là phố Phùng Hưng. Còn với anh em mình và bản thân mình đây thì hôm nay sẽ là số về hỏi đáp số thứ 6. Hôm nay thì trong chuyên mục này bọn mình sẽ tiếp tục trả lời và giải đáp những băn khoăn của anh em gửi đến trên kênh và đặc biệt ở video hỏi đáp số thứ 5. Và nếu anh em có những băn khoăn hay những câu hỏi gì thì vui lòng comment ở phía dưới phần bình luận thì bọn mình sẽ tiếp tục tổng hợp trả lời và giải đáp những băn khoăn của anh em nhé. Anh em đừng quên, nếu như mà thấy những số hỏi đáp này hay và hữu ích, hãy like, share và subscribe để ủng hộ thêm cho chúng mình nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu câu hỏi đầu tiên thôi. Bạn đang từ quảng cáo. Chiếc Dell G3590 này bạn hoàn toàn có thể tham khảo tại cửa hàng laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video. Xin cảm ơn. Và bây giờ là câu hỏi đầu tiên của bạn Duy Linh. Bravo 15 học Revit, SAP, ETAP, 3DS Max và các phần mềm xây dựng thì có ổn trong vòng 4 năm không ạ? Bạn chắc là tân sinh viên đúng không? Mình nói vui thế thôi. Còn mình có một người quen học bên xây dựng thì mình thấy là ông ấy bảo là những cái phần mềm này thì thường tối ưu rất tốt cho CPU Intel. Tại vì những phần mềm này cần CPU có số nhịp càng cao càng tốt. Cùng với đó là cả đồ họa Nvidia GTX thì sẽ tối ưu rất là tốt hơn so với cả đồ họa Radeon của AMD. Thì nói chung là trong cái tầm tiền của MSI Bravo 15 thì mình thấy là chiếc IdeaPad Gaming 3 sẽ là một sự lựa chọn rất đáng để cân nhắc. Ngoài ra, cả laptop AZ có rất nhiều mẫu máy khác nhau, là như 99% thì cả có thể tham khảo như là Acer Nitro 5 hay là Lenovo i510 trong mức giá khoảng 17-18 triệu. Thì mình thấy rất là hợp lý và để giúp cho bạn có hiệu năng học tập hay là chơi game tốt nhất nhá. Ok, câu hỏi thứ hai của bạn Phương Minh. Khoảng 25 triệu có chơi game FIFA và làm đồ họa ảnh thì nên chọn máy nào ạ? Xin các anh góp ý. Trong tầm tiền này, nếu bạn muốn chơi game FIFA, mình không biết là FIFA Online hay là FIFA Offline, nhưng mà mình thấy là trong tầm tiền này nếu bạn muốn lựa chọn chiếc laptop gaming thì chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn gần như là tuyệt đối là chiếc Evo Gaming 15 màn hình 144Hz của màu tuyệt đối. Cùng với đó chiếc Lenovo Legion 5 cũng tương tự với chiếc Evo Gaming 15. Và trong tầm tiền này thì nói chung là có đủ mạnh để chơi những tựa game như là FIFA rồi. Và phổ màu máy màn hình rất là tốt thì sẽ có thể làm đồ họa 2D tốt hơn đúng không? Đúng đấy. Và cùng với đó là nếu bạn không muốn một chiếc laptop gaming dày nặng pin yếu thì có thể tham khảo những mẫu Ultrabook như là Dell Inspiron 7591. Mình thấy mức giá của sản phẩm này đang rất tốt, kể cả máy mới 100%. Và ok, là qua câu trả lời mình hy vọng bạn sẽ có khoảng 2 đến 3 sự lựa chọn cho bản thân mình để thấy được đâu là một máy hợp lý nhất với cả nhu cầu sử dụng của mình nhé. Rồi, câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Du đã. Chào hai anh, chúc shop làm ăn phát đạt. Cảm ơn bạn nhé. Cho em hỏi là nếu như mà chọn laptop gaming mới tầm trung thì chọn Lenovo IdeaPad N340 hay là Acer Khát Vọng 7, Intel i5-9300 ạ? Khát Vọng à? Aspire đúng không? Ok, trong tầm tiền này, nếu là nói chơi game thì Acer Aspire 7 i5-9300 chắc chắn là sự lựa chọn gần như là tuyệt đối và gần trốn toàn tập rồi. Nhưng mà mình thấy là những chiếc laptop sử dụng là CPU Intel này thường rất là nóng. Và cùng với đó là những chiếc laptop gaming mà đã giá phổ thông rồi và ship Intel còn nóng hơn nữa. Mình khá là quan ngại về nhiệt độ của những chiếc laptop đến từ Acer Aspire. Thì mình thấy trong tầm tiền này thì bạn có thể lựa chọn IdeaPad N340 sử dụng Ryzen. Thì hiệu năng chơi game chắc chắn là sẽ không bằng, nhưng mà lúc đấy nhiệt độ rất là mát mẻ, không cần lo nghĩ lăn tăn gì cả. Mình hy vọng là qua câu trả lời thì bạn sẽ có sự lựa chọn cho riêng mình. Nếu bạn muốn hiệu năng cao, chọn Acer. Còn nếu bạn muốn nhiệt độ mát mẻ và không cần lăn tăn suy nghĩ gì thì hãy lựa chọn N340 bản Ryzen nhé. Câu hỏi từ bạn Nhất Tiêu Bác Quân. Cho em hỏi là nên mua máy nào 20 triệu đồng thiết kế đồ họa dùng lâu dài 4 đến 5 năm? Thiết kế đồ họa à? Ở trong tầm tiền này thì nếu như mà bạn học thiết kế đồ họa thì bạn hoàn toàn có thể tham khảo mẫu Acer Nitro 5 bản 2020. Ngoài ra thì là trong tầm tiền thì bạn có thể tham khảo cả những cái mẫu máy line new giống như kiểu là i5-40 này, hoặc là Dell G3-3590 như là chiếc máy ở đây thì cũng đều rất là ngon và đáp ứng đủ nhu cầu của bạn. Ok, và đó là câu trả lời của mình cho bạn và hy vọng là qua câu trả lời bạn sẽ có thêm một vài sự lựa chọn nữa để phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng nhé. Câu hỏi thứ 5 của bạn Duy Khuất. Nitro 5 bản 2020 mà 60Hz và 144Hz thì có chênh lệch quá không ạ? Em cảm ơn. Chênh lệch nếu mà xét theo phương diện là nhìn về phổ màu thì chắc chắn là về phổ màu sắc thì chắc chắn sẽ không có sự chênh lệch. Hai màn hình này có phổ màu sắc gần như tương đương nhau, trừ bảng RTX cao cấp lên thì phổ màu màn hình sẽ có phần tốt hơn. Còn về trải nghiệm sử dụng để chơi game, đương nhiên là màn hình 144Hz sẽ cao hơn 60Hz rất là nhiều, trải nghiệm cực kỳ là đã, nhanh, sướng. Và cái việc màn hình có tần số quét cao nó không chỉ nằm ở việc là chơi game cảm thấy được. Báo thấy đấy, lướt Facebook thì sướng hơn đúng không? Đúng đấy. Và nói chung
với khoảng 1 đến 2 triệu bỏ ra nếu mà màn hình 144Hz và 60Hz thì mình chắc chắn một điều bạn là màn hình 144Hz sẽ là sự lựa chọn tuyệt đối. Chắc chắn luôn, mình không có lý do mình dùng màn hình 60Hz cả. Tại vì mình nói thật nhá, từ lúc mình màn hình 144Hz rồi mình nhìn sang màn hình 60Hz nhìn chán lắm, thực sự luôn. Đó là lời khuyên của mình cho bạn, hy vọng là bạn sẽ lựa chọn màn hình 144Hz nhá. Câu thứ 6 của bạn Huy Hoàng Đỗ. Em học kỹ thuật ô tô và chơi LL thì mua chiếc máy nào thì ổn ạ? Kỹ thuật ô tô à? Kỹ thuật ô tô thì sẽ nằm ở trong nhóm là những ngành kỹ thuật cơ khí động lực. Và như bao anh em cơ khí động lực khác ấy, thì cái ngành này sẽ sử dụng chủ yếu là các phần mềm về mô phỏng điện này và các phần mềm về kỹ thuật như là CAD này, CATIA này, SOLIDWORKS này. Thì với những cái yêu cầu này, bạn nên lựa chọn những chiếc máy chạm của Dell. Ví dụ như kiểu là Dell M4800 này, 5510 này thì sẽ đem lại cho bạn hiệu năng ổn định và phù hợp nhất. Ngoài ra nếu như bạn có một cái mức tiền mà cao hơn thì hoàn toàn có thể lựa chọn những cái mẫu gaming mà sử dụng chip Intel. Ví dụ như kiểu là G512 này hoặc là Legion 5 thì cũng đều rất là nhanh và chạy ngon được các phần mềm này. Ngoài ra thì bạn có thể chơi được cả các game nặng nữa. Thì hy vọng là qua câu trả lời thì bạn sẽ có sự lựa chọn nhé. Và lần sau nếu bạn hỏi thì bạn có thêm về thông tin khoảng giá, tại vì là bạn không có nói là về khoảng giá bạn có bao nhiêu tiền thì bọn mình dễ tư vấn. Ok, câu hỏi thứ 7 của bạn Trung Nguyễn. Anh chỉ cho cách undervolt Asus G512 với ạ. Em dùng XTU mà chỗ chỉnh CPU voltage không thể di chuyển được ạ. Mình có ngồi đi nghiên cứu một chút thì bạn có thể sử dụng phần mềm ThoughtStop để xem là có được không. Mà nếu không được nữa thì mình nghĩ là hãng đã chủ động khóa việc undervolt lại. Lý do vì sao như những phần mềm Armoury Crate chẳng hạn thì những phần mềm đấy cho phép CPU hoạt động ở mức khoảng 25W hay là 30W hay là 45W thì hãng đã phải can thiệp ở đấy để giúp cho máy mới hoạt động được kiểu đấy được. Và cũng chính vì thế là hãng gần như cấm cái việc can thiệp vào undervolt. Nếu undervolt mà bạn có undervolt ấy thì chắc chắn là bị xung đột giữa phần mềm của hãng đúng không? Và việc xung đột với phần mềm của hãng dẫn đến vấn đề là hỏng hay là cái đó win lại từ đầu. Đúng rồi đấy. Nói chung là nếu mà hãng mà khóa undervolt thì mình nghĩ là bạn cũng không cách nào khác đâu, chỉ có tra lại kem tản nhiệt cho máy nó tốt hơn thôi. Mà các đứa 512 kem tản nhiệt kim loại thì tra cái gì là tốt hơn là nhỉ? Khó thật đấy. Và trong nói chung là chơi game thì mình nghĩ là để chế độ performance để máy mát mẻ hiệu quả nhất sẽ là cái sự lựa chọn duy nhất của bạn rồi. Ok, câu thứ 8 đi của bạn Cát Bé. Cát Bé. Anh ơi cho em hỏi 25 triệu mua RG G14 Ryzen 5 4600HX để cốt và đồ họa trong 4 năm tới thì có ổn không? Ngoài ra em chỉ chơi game nhẹ thôi. Ổn chứ, thừa ổn là đằng khác. Máy mỏng nhẹ này, có tính di động cao này, cấu hình tốt này. Mình cũng rất là recommend chiếc máy này cho những bạn nào mà có tầm tiền trong giá khoảng 25 triệu mà muốn chơi game nhẹ và sử dụng để làm đồ họa nữa. Và nói chung là chiếc Zephyrus G14 trong một tương lai gần thôi cũng sẽ được lên sóng trên hộp của Lock & Z. Hy vọng là bạn like, subscribe, chia sẻ để theo dõi chiếc máy này nha. Câu hỏi thứ 9 của bạn Gia Bảo Nguyễn Hoàng. Em nhờ anh tư vấn với ạ. Em học kỹ thuật robot, cần mua laptop dưới 25 triệu thì nên mua máy nào? Em dùng định 4-5 năm, lâu lâu em có quất vài cái đêm vào học thôi. Chúc anh đi lên thành công. Ok, mình trả lời câu hỏi. Đầu tiên là cảm ơn bạn bởi vì đã chúc chúng mình đi lên thành công. Kỹ thuật robot thì sẽ nằm trong nhóm những cái ngành điều khiển tự động và cơ khí. Thì với những ngành này thì bạn hoàn toàn có thể tham khảo những mẫu máy chạm của Dell. Ví dụ như là Dell 5510 chẳng hạn này, nó sẽ đem lại cho bạn sự ổn định, mỏng nhẹ và pin cao nữa. Còn nếu như mà bạn không quan tâm quá về vấn đề pin, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những mẫu gaming, ví dụ như gọi là Legion 5, G512 thì cũng đều có thể đáp ứng tốt nhu cầu của bạn trong vòng 4 đến 5 năm. Có thể là để cho bạn ra trường có thể làm ngành nghề này nữa. Và đặc biệt là nếu mà bạn chơi game nặng ấy, thì mình nghĩ là laptop gaming gần như là sự lựa chọn tuyệt đối rồi. Đúng rồi đấy. Quất vào cái đêm họ. Câu hỏi thứ 10 của bạn Sarah Chang. Hello, cho em hỏi giữa i5-1300H RTX2060 và Ryzen 7 4800H RTX1660 Ti chỉ chơi FO4 và LL không game nặng, dùng lâu dài thì nên chọn option nào? Còn nữa, Helios 300 i5 đời 10 thì auto bản 2020 đúng không ạ? Bản có thêm 2 ốp kim loại mặt D hay vẫn có option Helios 300 2019 sử dụng i5 thế thứ 10? Mong anh giải đáp và thắc mắc giúp em. Em cảm ơn, chúc kênh phát triển. Ok, mình trả lời câu hỏi của bạn đi. Với câu hỏi này thì hai cái option mà bạn đưa ra thì đều có thể đủ để mà đáp ứng cái nhu cầu của bạn. Cho nên là bạn hỏi câu này khiến cho mình khá là lú đấy. Nhưng mà đối với bản thân mình thì nếu như mà không game nặng mà xài lâu dài thì mình sẽ ưu tiên sử dụng chip i5 và RTX 2060 hơn.
Ngoài ra thì câu hỏi thứ hai của bạn thì Helios và CPU đời thế hệ thứ 10 ấy, thì sẽ mặc định là bản 2020 nhá và sẽ không có bản 2019 đâu. Hy vọng qua câu trả lời thì bạn sẽ có được hai câu giải đáp cho hai băn khoăn của bạn. Ok, và câu hỏi thứ 11 của bạn Duy Lê Nguyễn Bá. Cho em hỏi Ryzen 5 Ryzen 5 4600H và TOS A15 Ryzen 7 thì nên chọn chiếc nào? Xét về tất cả phương diện. Ủa, tất cả phương diện cơ à? Đầu tiên thì hai máy này thì sẽ thuộc hai phân khúc khác nhau. Thì tất nhiên là chip 8 nhân 16 luồng thì sẽ tốt hơn là chip 6 nhân 12 luồng rồi. Còn về thiết kế thì mình sẽ thấy là TUF đẹp hơn. Và giá của TUF A15 thì cũng rẻ hơn nữa. Nhưng mà nếu như mà so về cùng cấu hình là màn 144Hz chẳng hạn thì màn hình của Legion 5 có độ phủ màu cao hơn hẳn so với cả chiếc TUF. Và trải nghiệm thực tế của mình ở trên bàn phím này hay là độ hoàn thiện thì ở trên chiếc Legion 5 cũng đều nhỉnh hơn và tốt hơn hẳn cả chiếc TUF A15. Chính vì vậy thì mình sẽ có một lời khuyên cho bạn, đấy chính là nếu như mà bạn thích thiết kế này hoặc là bạn thích cấu hình cao, giá rẻ thì bạn hãy lựa chọn TUF A15. Còn nếu như là bạn sử dụng để mà chỉnh sửa ảnh này hoặc là chơi game không quá nặng nhưng mà bạn có nhu cầu là muốn sử dụng trong thời gian lâu dài thì bạn hãy chọn Legion 5 nhé. Ngoài ra bổ sung cho mình là với phiên bản hiện tại đang bán rộng rãi thị trường Việt Nam là bản 120Hz thì phổ màu của màn hình đó cũng chỉ ngang với A15 thôi. Nhưng nói chung là với cá nhân mình cũng đồng ý với mình là mình sẽ lựa chọn chiếc Lenovo Legion 5 vì mình thích một chiếc máy có thời lượng sử dụng tốt trong thời gian dài, không phải lo về nhiệt độ hay là về độ bền của máy. Câu hỏi thứ 12 đi. Bạn Thanh Bùi có hỏi chúng ta là giữa ROG Strix G512 bản i7 thế hệ thứ 10 và ROG Zephyrus G15 Ryzen 7 4800HS thì nên chọn máy nào để làm đồ họa kỹ thuật như là ống thu kết này, Revit này, Sharp này ngon hơn vậy hả AD? Mình thấy là nhìn rất nhiều bạn băn khoăn giữa G512 và Zephyrus G15. Thì như câu hỏi đầu tiên thôi thì AutoCAD, Revit, Sharp và những phần mềm này theo mình thấy vẫn tối ưu rất là tốt cho Intel và đồ họa Nvidia GTX. Và với hai chiếc máy này thì mình thấy là có một điểm khác biệt rất là rõ là hai đối tượng hướng đến rất là khác nhau. Zephyrus G15 hướng đến đối tượng anh em là thích sự mỏng nhẹ, tính di động cao, cùng với đó là muốn có hiệu năng mạnh mẽ trong tầm tiền. G512 thì hướng sự bền bỉ, ổn định, mát mẻ trong quá trình sử dụng. Hai sản phẩm này thì nói chung là hướng đến hai đối tượng khác nhau mà mình cũng không thật sự là rõ bạn là một đối tượng nào. Vậy nên là hy vọng là qua câu trả lời thì bạn sẽ lựa chọn sao cho ưng ý nhất. Với cá nhân mình sẽ lựa chọn G512 dùng AutoCAD, Revit, Sharp, nói chung cho nó ngon, cho ổn định nhất, không phải lăn tăn suy nghĩ gì nhiều. Câu hỏi thứ 13, Con voi. Cho em hỏi là bên cửa hàng mình có những hỗ trợ gì cho sinh viên khi mà mua laptop không ạ? Như đầu video, các bạn có thể tham khảo mẫu giảm giá AZ300. Còn nếu bạn muốn tìm hiểu về các chương trình giảm giá cụ thể nhất thì có thể tham khảo tại trang web của Laptop AZ với là laptopaz.vn. Ok. Câu hỏi thứ 14 của bạn Hope TV. Cho em hỏi, em thích thiết kế G512 mà bây giờ ai cũng bảo xài chip AMD thì sao? Đúng không? Năm 2020 giờ lại còn xài chip Intel, lỗi thời mà. Không phải lo đâu bạn ạ, bởi vì là trong điều kiện sử dụng bình thường ấy thì chúng mình thấy rằng là chip Intel hay là chip Ryzen thì cũng chỉ xem nhau thôi, cũng sẽ không có quá nhiều sự khác biệt đâu. Ngoài ra thì chiếc G512 là một chiếc máy quá là tuyệt vời rồi, chúng mình đã khen G512 hết lời rồi đấy. Thì bạn cứ thoải mái mà mua G512 đi. Còn nếu như mà bạn vẫn thích chip AMD thì bạn có thể tham khảo mẫu Zephyrus G14 chip Ryzen 5 1650. Yeah. Và trong tầm tiền này thì 25 triệu thì cũng có Lenovo Legion 5 hay là TOS A15 thì mình thấy là Lenovo Legion 5 chắc chắn bây giờ là lựa chọn mạnh nhất rồi. Và có thể nói là chúng mình tư vấn thì cũng chỉ thấy hai sản phẩm này hiện ra rất là nhiều trong những câu trả lời. Tại vì thực sự mà nói là sản phẩm này đang rất là tốt trong tầm tiền và có được rất là nhiều yếu tố mạnh để giúp cho phù hợp với cả đại đa số người dùng. Thì hy vọng là qua câu trả lời bạn sẽ lựa chọn chiếc ROG Strix G512, không phải lan tăn gì cả. Bạn không phải lo mình lỗi thời đâu. Nhưng mà tôi vẫn dùng Lenovo Legion 5 không ạ? Và đến với câu hỏi cuối cùng và cũng là câu hỏi thứ 15 của bạn Tùng Vũ Đình. Con này tức là con IdeaPad Gaming 3 i5 10300H so sánh với cả Acer Khát Vọng 7 thì con nào hơn vậy anh? Chắc là đây là hai sản phẩm mà rất nhiều anh em sẽ hỏi trong một thời gian tới. Và mình sẽ trả lời rất nhiều một lần cuối cùng là IdeaPad Gaming 3 hay là Acer Astral 7. Và câu trả lời của mình cho câu hỏi bạn thì thực sự là mình nghĩ đây là câu hỏi mà rất nhiều anh em về sau cũng sẽ hỏi mình câu này. Tại vì đây là hai sự chọn gần như duy nhất trong tầm tiền giá phổ thông rồi. Thì IdeaPad Gaming 3 với Acer Khát Vọng, Acer Astral 7 thì mình không biết là bạn muốn chọn Astral 7 cấu hình nào.
có thể gọi là cấu hình tương đương, thì mình thấy là trong tầm tiền mình đã có trải qua và sử dụng cả hai mẫu máy. Thì mình đã review trước iPad Gaming 3 rồi, mình đánh giá rất cao về chất lượng hoàn thiện của máy này, về hiệu năng của máy thì mình đánh giá là rất ổn rồi trong tầm tiền. Thì mình thấy là với cá nhân mình sẽ lựa chọn chiếc iPad Gaming 3. Còn với Acer Aspire 7 thì mình thấy thiết kế có phần hơi hiền và hơi bị nhàm chán một chút. Thì mình hy vọng là trong câu trả lời của mình thì bạn sẽ lựa chọn được chiếc laptop xong cho phù hợp nhất nhé. Với cá nhân mình sẽ khuyên bạn mua chiếc Acer Lenovo iPad Gaming 3. Ok, và đó là câu trả lời mình cho câu hỏi cuối cùng của bạn Tùng Vũ Đình. Vậy thì nếu bạn có những băn khoăn, những câu hỏi gì thì hãy tiếp tục gửi đến và để bọn mình tiếp tục giải đáp trả lời cho anh em nhé. Và anh em đừng quên, có thể tham khảo mẫu mẫu G3 3590 tại cửa hàng Laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Về chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. À, anh em cũng đừng quên là hãy gặp lại chúng mình vào 19 giờ thứ 7 hàng tuần ở chương trình Hỏi Đáp cùng AZ nhé. Anh em cũng đừng quên là nếu như mà thấy chương trình này hay, hữu ích thì hãy like, subscribe cho chúng mình để ủng hộ cho chúng mình thêm động lực để ra nhiều video hơn nhé.